Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đồng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, từ 17 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, mưa lớn liên tục xảy ra ở huyện QB, tỉnh Vân Nam. Đã có nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra ở huyện QB do lượng mưa lớn. Tính đến 14 giờ ngày hôm nay, đã có tổng cộng 4 người thiệt mạng và 4 người mất liên lạc, trong đó có 2 nhân viên cứu hộ trong số những người bị mất tích. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm những người đã mất. Từ 17 giờ ngày hôm qua đến 14 giờ ngày hôm nay, mưa lớn đã đổ bộ vào các khu vực phía đông nam tỉnh Vân Nam. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, một số đoạn của sông King Shui và Quibe County đã trải qua lũ lụt vượt quá mức nước đảm bảo và lượng mưa lớn gây ra lũ lụt cục bộ ở Quibe County. Lượng mưa tích lũy ở huyện Quibe là 110,9 mm, trong đó lượng mưa cao nhất là 168,3 mm ở Ba Đao Sao. Trạm thủy văn Kyushinjiang và trạm thủy văn sông Shikudamao bắt đầu tăng mạnh vào lúc 23 giờ ngày hôm qua và mực nước đã đạt đỉnh và hiện tại mực nước đang xuống từ từ. Theo người có liên quan phụ trách Bộ Tài nguyên nước, mực nước cao nhất tại trạm Kyushinjiang là 966 m vào lúc 7 giờ ngày hôm nay, vượt quá mực nước đảm bảo là 2,88 m và lưu lượng tương ứng là 963 m³ mỗi giây. Vượt quá lưu lượng đảm bảo là 581 m³ mỗi giây. Cái gọi là mực nước đảm bảo là mực nước mà tại đó dự án kè có thể đảm bảo hoạt động an toàn của chính nó, còn được gọi là mực nước kiểm soát lũ cao nhất hoặc mực nước nguy hiểm. Thảm họa đã khiến 12 thị trấn ở QB County bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Hiện đã có 4 người chết và 4 người mất liên lạc. Theo thống kê sơ bộ, 108.500 ha cây trồng ở huyện QB bị hư hại và 14.700 ha cây trồng bị mất trắng. Hơn 130 con đường và cầu bị sập, các cơ sở liên lạc và điện bị hư hại nghiêm trọng và liên lạc địa phương bị gián đoạn. Tổng số 572 xóm làng với 27.000 hộ gia đình trong quận bị mất điện, 100.000 nhân khẩu với hơn 150 ngôi nhà bị hư hỏng và hơn 600 người phải di rời. Tổng số hơn 25.000 hộ gia đình và 120.000 nhân khẩu trong 47 ủy ban thôn và 377 tổ dân phố ở 12 thị trấn ở Quibe County bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Theo quan điểm của các cơ quan dự báo khí tượng về lượng mưa liên tục ở các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây vừa qua, trước hết là việc ngăn chặn các dòng sông vừa và nhỏ và các trận lốc xoáy trên núi tiềm ẩn những rủi ro lớn. Bộ Tài nguyên nước và Phòng chống thiên tai đã kích hoạt phòng chống lũ lụt vào lúc 11 giờ ngày hôm qua. Ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 và cử một nhóm công tác đến Vân Nam để được hướng dẫn. Thưa quý vị, kể từ khi lưu vực sông Dương Tử bước vào thời kỳ mưa lũ, nhiều nơi thường xuyên có mưa lớn. Trong tháng này, mưa rông cực lớn xảy ra nhiều nhất, chỉ nghỉ một ngày duy nhất trong tháng. Trong mùa lũ năm nay, lưu vực sông Dương Tử có 74 ngày mưa lớn, trong đó có 64 ngày mưa lớn, chiếm 86% tổng số ngày mưa lớn, 18 ngày mưa cực lớn chiếm 24% tổng số ngày mưa lớn. Mưa xối xả liên tục hoặc mưa bão lớn gây ra lũ lụt trên núi, lũ sông, đê, đập tràn, lũ lụt bên ngoài và ngập úng bên trong, sạt lở đất và lở đất cục bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưu vực sông Dương Tử. Theo thống kê chưa đầy đủ của Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tô, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Vân Nam và các khu tự trị, hơn 100 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 10 triệu hecta mùa màng bị ảnh hưởng, 18 triệu người chết, hơn 4,3 triệu ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế hơn 150 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, 66 huyện, thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng bởi thảm họa với dân số 36,88 triệu người và 345 người chết. 2,54 triệu hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 588.000 hecta mất mùa, 1,22 triệu ngôi nhà bị sập. Toàn tỉnh xảy ra 545 vụ vỡ kè và xả lũ, diện tích 204.000 ha và 5,45 triệu người bị ảnh hưởng, 5,896 triệu người bị nước bao vây, 4,778 triệu người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp, thiệt hại kinh tế lên tới hơn 50 tỷ nhân dân tệ. Trận mưa xối xả ở thành phố Vũ Hán từ 2 ngày qua đã khiến 3 thị trấn của Vũ Hán bị bao phủ bởi một đại dương bao la nước, với diện tích 46 km² bị ngập, chiếm 1/5 tổng diện tích đô thị và 130 triệu mét khối nước, tương đương với một hồ rưỡi Đông Hồ.
Tình thế nguy hiểm xảy ra trên kè chính sông Dương Tử, tỉnh Hồ Bắc, hàng nghìn người dân địa phương tổ chức vận chuyển đá đến nơi nguy hiểm. Hơn 40.000 người mất nhà cửa khi đê vỡ ở Yangxinzhu, Yujiang, Yangtze. Tỉnh Giang Tây cũng là địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong trận lũ thảm khốc này. 79 quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Giang Tây bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 40 quận, huyện, thành phố liên tục bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Với dân số 22,13 triệu người, 193 người chết và hơn 70 người mất tích. Tổng cộng có 3,688 triệu người bị lũ bao vây và hơn 2,847 triệu người phải di rời khẩn cấp. Tổng cộng có 4 con đê với diện tích 600 ha và 40 con đê diện tích 66,6 ha lần lượt bị sập trong tỉnh. Trong đó có kè sông Dương Tử, Cửu Giang cũng bị sập. Hơn 28.000 cơ sở bảo tồn nước đã bị phá hủy bởi lũ lụt. 35 quận, huyện, thành phố liên tiếp bị ngập lụt và hoạt động của các tuyến đường sắt Xinjia, Chiết Giang, Giang Tây và Bắc Kinh, Cửu Long tạm thời bị đình chỉ. Động đất ở Pingtan. Mạng lưới động đất Phúc Kiến, Đài Loan xác định rằng vào lúc 10 giờ 08 phút sáng ngày 13, một trận động đất 3,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Pingtan, Phúc Kiến với tâm chấn ở 25,42 độ Vĩ Bắc và 119,9 độ Kinh Đông. Trận động đất rõ ràng đã được cảm nhận ở quận Pingtan và hơi cảm nhận được ở Phuking, Fuzhou và những nơi khác. Cách trạm địa chấn Pingtan khoảng 13,8 km. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 13, cô Trịnh đang làm việc trên tầng 18 của một tòa nhà ở đường Yuji. Đột nhiên cảm thấy tòa nhà rung nhẹ, màn hình máy tính xách tay của cô cũng rung lên vài cái. Trận động đất Pingtan lớn hơn nhiều so với trận động đất ở Phúc Châu. Cô Yu sống ở Pingtan, Trinh Quan cho biết cô đang đổ nước vào cốc nước và cốc nước trên tay suýt rơi xuống đất trong lúc rung lắc. Sợ âm thanh phát ra đột ngột và ngắn ngủi chưa đầy 2 giây trước và sau đó nên cô cũng như hầu hết cư dân đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi có ai đó hét lên động đất, cô mới vội vã đến sân chơi của trường tiểu học gần đó, nơi đã chật cứng học sinh vừa được sơ tán. Tất cả học sinh trong trường chúng tôi đều chạy ra sân chơi. Một học sinh từ trường trung học Pingtan Haijing cho biết họ đang ở trong lớp khi trận động đất xảy ra. Giáo viên nói với họ không được hoảng sợ và sau đó dẫn họ đến một sân chơi sơ tán. Sau một lúc chờ đợi, tôi thấy rằng mọi thứ đã lắng xuống và một số học sinh đã sẵn sàng quay trở lại lớp học. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, trường đã đóng cửa sớm. Theo trang web của Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra hôm nay tại ngã ba huyện Tự trị Ninh Lộ, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam và huyện Yanyuan, tỉnh Tự trị Lương Sơn, Nghị, tỉnh Tứ Xuyên. Hai người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương, nhưng ngôi nhà trong khu vực động đất bị sập và thông tin liên lạc bị gián đoạn ở thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Giang, tỉnh Vân Nam. Sau trận động đất, Cơ quan Quản lý Động đất Trung Quốc rất quan tâm đến vấn đề này và ngay lập tức phát động phản ứng cấp 4, sau đó sắp xếp công việc ứng phó khẩn cấp. Nhóm nghiên cứu hiện trường đến khu vực thiên tai để thực hiện công việc ứng phó khẩn cấp. Cả Cục Địa chấn Vân Nam và Cục Địa chấn Tứ Xuyên đều đã cử các nhóm công tác tại chỗ do các phó giám đốc dẫn đầu đến khu vực động đất để thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp. Theo báo cáo từ các cục động đất địa phương ở Vân Nam và Tứ Xuyên, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất đã khiến 2 người chết và khoảng 100 người bị thương, nhà cửa bị sập trong khu vực động đất, thông tin liên lạc bị gián đoạn tại thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Long, tỉnh Vân Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, trận động đất 6,5 độ Richter ở vùng biển Đài Loan làm rung chuyển tòa nhà khách sạn Đài Bắc. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 10 vừa qua, một trận động đất với cường độ 6,5 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển phía đông Đài Loan với tâm chấn ở 24,47 độ Vĩ Bắc, 122,39 độ Kinh Đông. Độ sâu của trận động đất là 61,9 km, hiện chưa có báo cáo về thảm họa. Và vào lúc 5 giờ 54 phút sáng cùng ngày, một dư chấn mạnh 5,1 độ Richter nữa lại xảy ra gần cùng tâm chấn. Theo báo tin tức ngày nay của Đài Loan Trung Quốc, do trận động đất có quy mô lớn, nhiều người dân ở Nghi Lan đã bị đánh thức trong giấc ngủ. Tại trung tâm Nghi Lan có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác các tòa nhà rung chuyển nhẹ lên xuống khi động đất xảy ra. Sau đó các tòa nhà bị rung chuyển lên xuống, rung chuyển mạnh sang trái sang phải. Toàn bộ quá trình động đất kéo dài khoảng 15 giây. Vì cường độ trận động đất lên tới 6,5 độ Richter, trận động đất có thể cảm nhận được ở khắp Đài Loan. Trận động đất lớn nhất là Nanao ở huyện Yalan và Heping ở huyện Hoa Liên. Trận động đất lớn cấp 2 là Wufensan ở thành phố Tân Đài Bắc, thành phố Hoa Liên, thành phố Di Lan và thành phố Đài Trung. Phần còn lại bao gồm thành phố Đài Bắc, thành phố Tân Đài Bắc, Đào Viên, Tân Trúc, Miao Ly và những nơi khác đều là cấp 3. Một phóng viên cảm thấy chấn động trong một khách sạn ở khu Tây Môn Đình của Đài Bắc và tòa nhà khách sạn rung chuyển dữ dội. Trận động đất này là trận động đất lớn nhất trên 6,5 độ Richter ở Đài Loan trong năm nay.
Nó là một trận động đất khác với cường độ 6,4 độ Richter về phía đông bắc cách chính quyền của huyện Bình Đông là 28,4 km vào lúc 10 giờ 35 phút sáng ngày 16. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Động đất của Cục Khí tượng Đài Loan, trung bình hàng năm Đài Loan có 3 trận động đất từ 6 độ Richter trở lên và trung bình 30 trận động đất từ 5 độ Richter trở lên xảy ra hàng năm. Năm ngoái không có trận động đất nào với cường độ từ 6 trở lên xảy ra, nhưng đến nay đã có 2 trận. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.